Chào các bác, hôm nay là phiên bán hàng ngày 9 tháng 7 năm 2023. Em lại thanh lý vườn kiếm. Các bác muốn sưu tầm mặt hoa nào thì mua ủng hộ em nhé. Các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho anh theo số 0989 037 668. Số điện thoại này em kết nối Zalo luôn. Các bác có thể kết bạn Zalo rồi trao đổi với em nhé. Hôm qua em có đăng cây hồng Hà Tĩnh này lên thì có nhiều bác hỏi. Hôm nay em ra vườn em thấy cái chậu này nó đang nở, nên em sẽ quay luôn nhé. Đây. À, bông này là bông em đang cầm là bông tiên vũ nhá các bác. Còn bông hồng hà tĩnh này thì là đây, nó đột cái màu hoa đi, cái môi này, cái thùy này, cái môi này nó hồng hết nhá. Đây, bình thường nó đỏ thế này, bông tiên vũ ấy, bông này nó hồng hết đây. Nói chung quy là nó lạ, nó hiếm. Đây, cái thùy nó cũng vàng, cái nắp bao phấn, cái trụ nhị nó cũng vàng nhé. Còn cái này nó đỏ này. Đấy, nhìn nó như này. Đây. À, chậu của em có vài tép. Cái hồng Hà Tĩnh này, nó không phải là vị hoàng đâu nhá các bác. Nhìn nó hao hao vị hoàng nhưng nó không phải vị hoàng. Bác nào đang gọi thì nữa rảnh em sẽ gọi lại nhá. Đây, vị hoàng nó cũng đỏ nhá. Còn bông này là nó đúng màu hồng nhá. Đây, em bán là 150.000 hai tép. Bác nào tách lấy một tép thì 80.000 một tép nhá. Tại vì em vừa có mấy tép thôi thì cũng có các bác đăng ký rồi ấy, thì còn dư ra các bác nào lấy thì em sẽ tách cho nhá. Hồng Hà Tĩnh 80.000 một tép, 150.000 một cặp. Đây, nó cái vòi hoa nó đang ra. Đây, nó hồng rất đẹp nhé. À, đỏ hồng lĩnh thì hôm nay nó nở thêm hai bông này. Đây, nó nở thêm hai bông này. Xung quy là nó đỏ đẹp nhé. Bây giờ em chỉ quay thôi nhé các bác. Em để chỗ này em để chơi, em không bán nữa tại vì hết rồi. À, em có chậu lô hội đột biến trắng Cao Bằng. Em cũng bán là 50.000 một tép. Bác nào lấy em sẽ tách cho. Tuyết Ngọc 100.000 bốn tép. Em sẽ ship đơn hàng từ 100.000 nhé. Vàng Cánh Bồ Hải Phòng cũng 100.000 bốn tép. Bác nào lấy cả chậu em sẽ gửi cả chậu cho. Ở đây em có một chậu bicolor hoa thường, không phải va đâu nhé. Nó to đẹp rồi. Bác nào lấy em sẽ nhổ gửi cho. Chậu này 100.000, chậu rất là to nhé, chơi củ rất là đẹp. Củ nó phát tròn lên như quả trứng ấy. Đây, lá nó rất là cứng và nó cũng ngắn, nó không dài lá. Nói chung chơi đẹp. Ở đây em cái chậu xanh Huế Sần. Xanh Huế Sần này hôm nọ nó bị mắc vào cái cây kia nên nhìn nó hơi cong cong nhá. Đây, xanh Huế rừng nha các bác. Ở chậu này em có 3 thân 1 măng 150.000 nhá. Cái măng của nó thì cao bằng găng tay của em rồi. Đây, đây vị hoàng đăng hoa. Vị hoàng đăng hoa 50.000 một tép. Bác nào thích sưu tầm thì em sẽ gửi cho. Đây, chỗ này quay lần cuối này. Có anh kia anh ấy lấy chỗ Huế xưa hoa sai chi chít luôn. À, chỗ xanh Huế hôm qua em quay cho các bác nó còn đang hé hé, hôm nay nó nở rất nhiều rồi này. Chỗ này to rồi, hoa nó rất sai, rất đẹp. Huế, xanh Huế láng em vẫn bán là 200.000 một tép. Phan Chỉ láng 500.000 một tép. Chậu có hoa thì hôm qua em gửi cho khách rồi. Vàng Tây Ninh. Vàng Tây Ninh thì 50.000 một tép. Bác nào thích lấy nào em tách cho nhé. Cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video. Chào các bác.